Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, phòng ngự là điểm mạnh nổi bật của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng tấn công dựa trên các cầu thủ tài năng, giàu đột biến của chúng ta cũng là cực kỳ đáng nể. Chính bởi vậy, sau một vài buổi chủ yếu tập phòng ngự cho các học trò thì vào chiều qua, mùng 6 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo còn cho luyện thêm các phương án tấn công. Nụ cười trong buổi tập của tuyển Việt Nam đã ít đi đáng kể, khi các cầu thủ đều dồn sự tập trung tối đa vào bài tập. Với động thái mới nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo, tin rằng Việt Nam sẽ không chỉ cam chịu phòng ngự trước Iraq. Tuyển Việt Nam tập luyện cực kỳ tập trung, không còn những tiếng cười như buổi đầu tiên đến UAE. Thực tế là trong năm 2015, 2016, chúng ta có trận hòa 1-1 trên thế thắng, rồi sau đó thua cũng chỉ sát nút không đến 1 trước Iraq. Đó là cơ sở để huấn luyện viên Park Hang-seo kỳ vọng vào một kết quả 3 điểm trước cường địch. Cũng trong buổi tập chiều qua, Văn Toàn chia sẻ sự háo hức được huấn luyện viên Park Hang-seo cho thi đấu tại Asian Cup sau khi bình phục tốt chấn thương. Hiện tại em đang rất háo hức chờ đợi trận đấu đầu tiên của đội tuyển tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Ngày mai, đội sẽ có buổi tập làm quen với sân thi đấu. Em hy vọng đội sẽ có trận đấu tốt và đạt được kết quả như mong muốn. Lần gặp lại nhau sắp tới ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chắc chắn họ sẽ đặt quyết tâm rất cao. Trước đó tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2018, Iraq thua Việt Nam ở loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, điện thoại Việt Nam cũng có sự tự tin nhất định và sẽ nỗ lực để có được trận đấu thành công. Thời gian qua chúng em đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng Asian Cup là đấu trường rất khác biệt, là giải đấu mạnh nhất châu Á. Chúng em cần có sự tự tin đồng thời tôn trọng tất cả các đối thủ. Chúng em không thể chủ quan sau thành công của năm 2018. Không chỉ bản thân em mà các đồng đội cũng cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Hiện tại em rất tự tin và thoải mái. Hy vọng giải đấu tới sẽ là giải đấu thành công đối với bản thân em và đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo kỹ càng học trò và cũng vô cùng nghiêm túc.